trong từng hơi thở, con tim ngủ quên từ lâu đã biết nhớ biết thương một người. Có nước mắt mang tên niềm hạnh phúc, thắp ánh sáng trong tim bằng nụ cười. Ngày hoa sẽ cho tình yêu ta đắm say ước mơ một đời. Thế nắng lấy đôi tay đặt lên mỗi chiếc hôn nồng nàn, nhân đôi niềm vui chia đôi nỗi buồn. Hay nữa trái tim yêu cùng tìm đến giấc mơ ngọt ngào, ghép lại thành hạnh phúc ngày thuộc về nhau. Mình tin mỗi khi bình minh đến, cạnh bên em đây đã có anh. Một ngày đến bên ta nhẹ nhàng, mình lại thấy yêu nhau nhiều hơn. Nắm tay nhau chặt nhé, hãy yêu nhau trong từng phút giây. Đặt con tim em và giấc mơ theo anh suốt cuộc đời này. Dẫu mai đây là sóng gió, đừng vội vàng buông lời cánh. Gì đưa mình đến bên nhau, bình yên chẳng ở nơi nào xa xôi. Đơn giản là mình cần có nhau, chỉ cần còn niềm tin, mình sẽ thắp lên những. Làm gì đó Quỳnh? Dạ, con... Từ ngày có cái máy đó, thấy hai mẹ con bay cứ mê mãi như vậy hoài. Dạ, con đang tìm Facebook của anh Quang mà mẹ. Rồi tìm được nó chưa? Chưa nữa, nhiều người tên Quang quá à. Coi kỹ giùm mẹ trên đó coi, có thấy nó không? Không có mẹ à. Khó tìm lắm mẹ ơi. Tìm mạnh để làm gì? Em đã nói chị là đừng có dùng mấy cái Facebook ảo lắm. Bây giờ chị thấy ai cũng dùng mà. Với lại chị cũng muốn liên lạc với anh Quang dễ hơn thôi. Em nói đừng dùng là đừng dùng. Tại trên đó có nhiều cái mối quan hệ linh ta linh tinh, phát triển là lại không hay đâu. Hả? Quan hệ là sao? Quan hệ như thế nào hả con? Chú Khôi, sao chú nói là chị quan hệ lung tung? Chị đâu có làm gì đâu. Em nói không hay là không hay. Trên đó có nhiều người xấu lắm, lôi kéo rồi gạ gẫm, không có tốt đâu. Tóm lại là chị đừng có dùng Facebook hay mấy cái đại loại như vậy. Nè nè, nếu như vậy á thì con không có lên trển. Chồng không có ở nhà, tính tình ngây ngô như con á dễ bị dụ lắm đó. Mẹ, con đâu phải loại người dễ bị dụ như vậy mẹ. Mẹ nói thì nghe đi, đừng có cãi. Tội nghiệp chị, tất cả chỉ vì anh Quang mà chị lại chịu bao nhiêu thiệt thòi như vậy. Con tính đi đâu vậy? Con xin phép mẹ. Con tính đi đâu đó? Dạ, con xuống sân đi dạo với cô Tuấn, ba cũng đang ở dưới đó. Nè. Dạ. Con nhớ phải để mắt tới chị dâu con giùm cho anh hai con nha. Chồng đi vắng mà ở nhà hớ hên như vậy đó, mất lúc nào cũng hay đó. Mẹ đi nói anh hai về mà giữ. Người gì đâu vừa cưới người ta về là đi biệt biệt, vợ nào mà chịu nổi. Anh hai con vì cuộc sống nên phải bôn ba. Còn con Quỳnh á thì ở nhà, có chồng gửi tiền về chu cấp, sướng vậy còn muốn gì nữa. Con á cứ phải để ý con Quỳnh cho mẹ. Con không có rảnh làm mấy cái chuyện đó đâu. Tốt nhất á, mẹ suy nghĩ lại về anh hai đi. Anh không giống như mẹ nghĩ đâu. Anh hai bay làm sao? Nó làm gì? Thôi mẹ đừng hỏi nhiều nữa. Tốt nhất á là mẹ nên thư con dâu và giúp con trai mẹ về đi. Con về phòng đây.
Ủa, anh Hải, mà sao tự nhiên anh với em lại ngủ ở đây vậy? Nãy đi làm về xong rồi anh thấy em ngồi đây, rồi anh lại anh ngồi chơi với em, cái hai đứa mình ngủ quên lúc nào không biết luôn. Sao trong kia không ngủ, ra đây ngồi ngủ? Đừng ly dị nè, anh ký đi để tôi còn đi nữa, chắc tôi không quay về đây nữa đâu. Được, anh sẽ ký. Đơn xin ly hôn. Anh xin lỗi em, anh không ký được. Sao vậy? Biết tại sao không? Tại sao? Em viết đơn xin ly hôn mà chữ em xấu như vậy, làm sao mà tòa án nó nhận? Hả? Là mình viết chữ xấu là tòa án không nhận hả? Ừ, đơn từ phải viết rõ ràng, trình bày một cách mạch lạc, thì lúc đó tòa án mới nhận, không lại mất thời gian hai đứa mình nữa. Có viết lại không? Vậy để em viết lại tờ khác. Thôi, để anh viết cho. Chữ anh đẹp mà. Hả? Đây, anh viết rồi anh ký trước, được chưa? Ừ, thì anh viết đi. Để anh coi nội dung em ghi là cái gì nha. À. Ê nè. Nè. Trời ơi, công tình em viết cả buổi luôn mới xong á. Nè, tự nhiên sao anh lại xé như vậy? Công tình em viết cả buổi mới xong á. Không biết đâu, mắc đờn anh á. Giờ anh viết lại đi, rồi em ký. Anh đã nói anh viết lại rồi mà. Mà tại sao tụi mình phải ký? Thì tụi mình ly dị rồi mà. Ủa, anh chưa ký mà tại sao tụi mình lại ly dị chứ? Bây giờ nói chung là em muốn anh viết lại đúng không? Ừ, anh viết đi. Được, anh sẽ đi viết. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Anh viết lại rồi đó, được chưa? Viết cái gì mà Anh đã viết nè. Em thấy chưa? Anh đã viết nè. Được chưa vợ? Viết gì mà kỳ vậy? Viết kỳ thì em mới không bỏ anh, còn viết đúng thì em đã bỏ anh lâu rồi, đúng không? Nè, định làm gì vậy? Thì làm chồng. Thấy hay không nội? Để con làm lại nha. Điều khiển đi con. Ông nội coi nè. Đó, mà thấy con điều khiển hay không? Giỏi quá ha. Con cho nó chạy kia kìa, con chừng đụng á. Chị Quỳnh chạy tới đi. Em xin lỗi. Đúng rồi, cho nó chạy. Lúc nãy em đã nói nặng lời với chị. Vậy đó con. Không sao đâu, chị không có để ý cái chuyện đó. Cô chị nè. Cái gì con, vậy? Con cho ông nội chơi thử nha. Voucher làm spa. Ông cũng biết lái với bộ. Ngày mai chị tới đó đi. Thấy không? Cũng gần nhà thôi à. Thấy không? Em thấy mấy chị cho em làm thêm nói nếu thấy buồn á thì đi spa sẽ thoải mái hơn. Nạp lại năng lượng nữa. Cảm ơn chú Khôi nhiều nha, nhưng mà chị nghĩ chị không hợp mấy chỗ này đâu. Chị Quỳnh à, chị đừng có tự bó buộc bản thân mình như vậy. Chị cứ hưởng thụ cuộc sống này đi. Chị được quyền như vậy mà. Thôi, em lại chơi với cô Tuấn đây. Cho nó chạy thẳng đi con. Ê, cô chừng. Chờ chú chơi với nè. Cô Tuấn. Chú Khôi coi cho nè. Cho chú điều khiển thử nha. Đây,
Lên chút đi. Dạ con đang cho nó quay. Wow. Qua đây. Qua trái chút. Đó, thấy chưa? Quay vòng nè. Chẳng lẽ mình lại xuống sắc đến như vậy sao? Không lẽ mình phải sống mãi như vậy hả? Sao không nghe điện thoại của người ta đi? Luống cuống làm cái gì? Cứ thoải mái nghe đi. Dù gì cô cũng phạm phải sai lầm một lần rồi, thêm một lần nữa cũng đâu có sao. Anh muốn gì ở em? Vậy giờ em như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Chưa đủ. Tôi muốn cô đau cũng như tôi đã từng khi biết được sự thật vậy. Thú thật với cô, nhiều lúc tôi cũng muốn tha thứ cho cô, nhưng hình ảnh trong clip nó cứ dội về, khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm cô. Thôi được, từ bây giờ cho đến hết quãng đời còn lại của em, anh muốn làm gì em cũng được. Em sẽ chấp nhận tất cả để có thể bù đắp lại phần nào nỗi đau em đã gây ra cho anh. Chúc cô ngủ ngon. Sao tự nhiên ba lại ngủ ở đây? Sao giờ này con chưa đi ngủ nữa? Con ra uống nước. Ba với mẹ lại giận nhau đúng không? Đâu có đâu. Tại công việc của ba nhiều quá, ba mệt cho nên ba muốn ngủ riêng để không bị ảnh hưởng thôi mà. Thôi con đi ngủ đi, để cho ba yên tĩnh, lẹ đi. Dạ, thì thôi, bây giờ con đi ngủ nha. Chúc ba ngủ ngon. Alo. Trời đất ơi, anh làm gì mà giờ còn chưa tới hộp nữa hả? Dạ, tới liền, quên mất. Nhanh lên nha. Rồi. Chết tôi chết rồi. Gì vậy chồng? Chồng đi đâu vậy? Tôi chết, chồng quên mất. Sáng nay chồng có cuộc họp quan trọng. Dạ, ngủ quên mất tiêu rồi, chắc trễ giờ rồi đó. Rồi, chừng nào? Để thôi vợ ra vợ làm cái gì cho chồng ăn sáng thôi, nha. Thôi, chắc không kịp đâu. Khỏi đi. Chồng, từ từ thôi. Làm sao mà từ từ được, trễ giờ rồi. Nè, tối nay đừng đi đâu hết đó. Rồi anh về anh ký cái đơn ly dị nghe chưa, nha. Thì ra chiếc đơn ly dị cũng vui ghê. Biết vậy hả, mình đã viết đơn ly dị từ sớm rồi.
Giờ này tôi mới hiểu tại sao mặt ông càng ngày càng nhăn nhúm lại. Còn mấy con cờ à, mà cứ trố mắt dòm hoài à. Có gì hấp dẫn đâu chứ. Suốt ngày cứ ôm bàn cờ à. Tôi ước gì mấy chục con cờ đó là mấy chục cục thịt, tôi đem tôi kho tàu cho nó xong. Trời ơi là trời. Mẹ, bây giờ con rảnh nè. Mẹ có cần giao hàng gì không? Con giúp cho. Thôi con, sinh viên đại học mà chở hàng đùm đề đi giao, họ ngó kỳ lắm. Gì đâu kỳ, đi lao động kiếm sống có gì đâu lạ. Đúng rồi, bây giờ sinh viên tụi con nè, công nhân viên chức, người ta đi làm shipper nhiều lắm đó mẹ. Làm thêm. Thằng này tư duy khá nha. Thôi, bữa nay bà để đám đàn ông tụi tôi coi vụ giao hàng đi. Ừ, đúng rồi. Trời đất, bữa nay cảnh đàn ông nhà này bị gì vậy? Chiều nay chắc có bão cấp 12 quá. Mẹ. Ừ? Mẹ làm xong chưa? Để con đi giao hàng luôn nha. À, thôi, để em đi cho. Thôi, để chị giao được mà. Đây, chị để em giúp cho. Mẹ đưa con tờ hóa đơn. Dạ. Thưa ba, thưa mẹ con đi. Ờ. Ừ. Nay nhà mình đoàn tụ, mình làm gì ăn mừng đi ta? Đúng rồi, trước tiên là mình phải tu sửa lại bản thân chứ đã. Có khi á, mình là món ăn ngon nhất buổi tối với ảnh á. Nhưng mà tu sửa bản thân mình biết làm gì đâu. Làm tóc và làm lại móng tay nữa. Hả? Buổi tối hôm nay sẽ đáng nhớ lắm nha coi. Chào cô. Cô giao hàng đến cho tiệm hả? Dạ không phải. Chào anh. Vậy thôi, chào cô. Ủa, chị Quỳnh. Ủa Hằng, chị đi đâu vậy? Ờ, chị đi công chuyện. Trời ơi, em tưởng chị vô đây để spa chứ. Mà sao không vô đây đi, chỗ này tốt lắm á. Chắc không đâu. À, chị bận nhiều việc lắm. Với lại em cũng biết từ đó tới giờ chị đâu quan tâm mấy chuyện này đâu. Thôi chị về nha. À, khoan đã. Có gì đâu mà không quen. Là phụ nữ thì mình phải biết làm đẹp, phải thiệt là đẹp mới được chứ. Vô đây đi, bữa nay em mời chị. Thôi chị ngại lắm, để chị thôi, về. Thôi còn suy nghĩ gì nữa. Em thấy chị vậy là không được đâu nha. Chồng không có ở nhà cũng vậy, mình phải biết làm đẹp chứ. Nha nha, vô đây. Ngày là em đi đã lắm. Đi đi. Lần đi, bảo đảm chị vô một lần là chị thích liền à. Ở trong đây nha, mình vừa được massage mà còn được làm đẹp nữa, đã lắm. Ủa Quỳnh Hằng. Ủa chị Diệu, chị cũng tới đây nữa hả? Ừ, chị vẫn hay làm ở đây mà.
Em là mối ruột ở đây luôn á, mà sao mỗi lần em tới em không gặp chị ta? Hôm nay em có rủ chị Quỳnh tới chung nữa nè. Hay quá. Vậy thì hàng tuần chị em mình sẽ hẹn nhau ở đây, vừa chăm sóc là vừa tám chuyện luôn, chứ mang tiếng là ở cùng tầng mà không mấy khi ngồi với nhau. Nhất trí, em thích vụ này á. Chị, vậy thôi giờ á, mình vô trong massage trước đi, rồi tí ra gội đầu sau nha. Chị, tụi em vô nha. Ừ. Có gì hôm nào á chị em mình hẹn nhau đi làm chung nha. Ừ, chào em. Chị vô đi, massage thử đi, thích lắm, đi đi. Cứ sấy tiếp đi em, chị không nghe đâu. Chị sao vậy, chị mệt hả? Ừ, chị không sao. Dạ. Anh đang đợi em ở bên ngoài nha. Thôi chị không làm nữa đâu, chị đi luôn đây. Dạ. Lên xe đi em. Anh đừng tìm cách gặp em nữa. Đang biết sẽ không để yên đâu. Nhưng anh không thể làm ngơ để mặc em sống khổ sở như vậy được. Bởi vì em đã sai rồi. Bây giờ em phải chịu mọi hậu quả. Anh đừng lo cho em nữa. Em cứ cầm chịu để đăng đầy đỏ đến bao giờ nữa? Anh quen nhiều luật sư, họ sẽ giúp cho em ly hôn dễ dàng. Không, nếu như ly hôn với Đăng thì em vẫn không thể nào đến với anh được. Ly hôn với Đăng xong, em sẽ sống trong một nỗi đau khổ khác. Vậy nên thôi thì cứ như bây giờ, em còn dám gặp mặt ba và bé Hân. Thôi tùy em. Em thấy thế nào sẽ làm cho em dễ chịu hơn thì em cứ làm. Anh luôn luôn sẵn sàng tới bên em khi em cần. Anh à, anh hãy tìm một người khác để có thể chăm sóc và chia sẻ với anh đi. Anh hãy coi như chúng ta không cùng sống chung trong một thành phố. Em sẽ cố gắng nhẫn nhịn và chịu đựng cho đến khi nào Đăng đổi ý và chấp nhận em. Anh Khôi. Sao? Anh, em nói nè, sắp tới trường em có dạ hội, cho nên là em muốn mời anh với bạn anh đến trường giao lưu, được không? Tụi trường em thích sinh viên trường anh lắm á. Anh ngại chỗ đông người lắm, với lại anh đâu biết giao lưu gì đâu. Có gì đâu mà ngại, anh là sinh viên, em tưởng là anh phải thích giao lưu chứ. Thì số đông là như vậy, nhưng mà anh thì... Thôi, bây giờ anh có đi cùng em không? Vậy thì đi, nhưng mà có gì báo trước cho anh nha. Dạ, quyết định vậy nha. Thôi đi học đi. Dạ. Alo, anh nghe này Thủy. Có gì không em? Từ hôm anh bỏ em ở khách sạn tới giờ,
anh có gọi cho em đâu. Xin lỗi em, tại anh bận quá. Vậy trưa nay mình gặp nhau nha anh. Em nhớ anh nhiều lắm. Cũng được, em nhắn địa chỉ cho anh nha. Dạ, để em nhắn liền. Đơn cho tôi ký đó hả? Dạ không, em muốn làm lại từ đầu với anh thôi. Tiếc là cô gọi trễ quá. Tôi vừa nhận lời hẹn của một người khác rồi. Vậy thì tối nay em sẽ đợi anh ở nhà. Chào anh. Mẹ. Ủa, sao bữa nay lại làm tóc mới vậy con? Dạ, con chỉ uống giả thôi mẹ. Với lại lâu lâu thay đổi một chút. Mẹ thấy con khác không mẹ? Mẹ thấy con để lại cái tóc cũ, dài, thẳng, đen, nó hợp hơn. Tóc này không có hợp với con gì trơn trọi á. Dạ, không sao đâu. Con gọi đầu cái là hết rồi mẹ. Chị làm chi cho tốn tiền vậy không biết nữa. Đây nè. Thưa mẹ, con mới về. Chú Khôi. Gì? Chị để tóc này hợp nè. Cảm ơn chú Khôi. Hợp gì mà hợp? Mẹ thấy cái tóc cũ hợp hơn. Kiểu này không hợp dễ trọi á. Lâu lâu phải thay đổi chứ. Em ủng hộ chị. Quỳnh ơi. Dạ. Để đó mẹ làm cho. Con vô coi dọn trong phòng đi. Nè, con phải nhớ để ý con Quỳnh cho mẹ nha. Mẹ thấy nó sửa tóc sửa tay á, mẹ nghi lắm đó nha. Không biết là có lén phén với thằng nào hay không nữa. Mẹ này kỳ cục. Chị ở nhà với mẹ suốt ngày. Giờ mẹ còn nói gì nữa, còn nghĩ gì nữa? Sao mẹ không lo anh hai kìa? Ở bên đó xa tích bù tắp mẹ không lo. Anh hai mày thì sao? Nó thì nó đàng hoàng, mắc gì phải lo chứ. Đàng hoàng? Mẹ có biết là anh? Biết cái gì? Mà thôi, mẹ không nên biết thì hơn. Nhưng mà mẹ đừng có kịp cặp chị Quỳnh như vậy. Thằng này, tự nhiên gắt gỏng nói chuyện với mẹ vậy hả? Càng ngày càng lỏng rồi đó nghe. Ăn gan hùm hay sao vậy? Giống hệt cha mày. Hôm nào mà không ra quán cà phê của bà thì tôi cảm thấy thiếu thiếu á. Công nhận bà pha cà phê ngon thiệt. Ngon vừa thơm, làm như có chất gây nghiện vậy á. Cảm ơn ông đã khen. Cà phê này là cà phê nguyên chất, chính tay tôi tự rang mà xay đó. Bữa sau ông qua đây, tôi sẽ xay liền bẻ mới, pha liền trước mặt ông. Ông coi có bỏ chất gì không nha. Tôi nói vậy thôi,
Chứ tôi uống cà phê tôi biết là nguyên chất rồi. Nhưng có lẽ vì cà phê, rồi không gian ở đây, rồi âm nhạc làm cho khách ở đây thấy thú vị. Cảm ơn ông có lời khen. Ông có vẻ cũng thích nghe nhạc lắm ha. Cả đời tôi chỉ có mãi đi làm không à, không có thời gian nghỉ ngơi. Từ ngày qua cái quán này, tôi mới biết rằng là thế nào là thưởng thức âm nhạc. Vậy bữa tới tôi mời ông nghe thử nhạc bằng đĩa than. Nhiều bản nhạc cổ điển nghe hay lắm. Hy vọng ông sẽ thích. Vậy thì hay quá. Thôi, tới giờ rồi, tôi phải về thôi. Nè ông, cũng gần tối rồi, ông đi đường cẩn thận nha. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó chạy ẩu lắm. Cảm ơn bà. Bà lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy hết. Cảm ơn ông. Ông đi về cẩn thận. Trời chuyển mưa rồi. Sài Gòn bữa rày mưa nắng thất thường. Ông đợi tôi chút nha. Tôi vô lấy cái áo mưa của tôi để cho ông mang về. Chứ chuyển mưa kiểu này là mưa lớn lắm đó. Cảm ơn bà. Trời sắp mưa lớn rồi, không biết liệu ba con có về kịp để ăn cơm không? Con gọi cho ba đi, hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon mà ba con thích lắm á. Mẹ nấu nhiều món ngon hả? Vậy con phải đi thử đã rồi con gọi cho ba nha. Không, gọi cho ba trước đi. Mà sao hôm nay mẹ lại nấu nhiều món ngon? Mà hình như mẹ sinh lên đúng không? Mẹ mới đi spa hả? Thôi đi, mẹ nói là gọi cho ba đi mà. Dạ, con sẽ gọi cho ba. Alo, ba nghe nè con. Được rồi, khi nào ba xong công việc ba sẽ về liền. Bye con. Anh à, anh đừng đi. Hay là mình đi ăn gì đi. Lúc nãy anh làm em tiêu hết cả bữa trưa rồi còn gì. Thủy à, thôi anh không muốn ăn. Em muốn ăn thì em tự đi ăn đi. Anh về nhà ăn cơm với vợ con anh chứ gì. Lúc nãy em nghe thấy con gái anh nói hết rồi. Có lẽ chúng ta sắp tới không nên gặp nhau thường xuyên quá. Anh, em yêu anh. Hôm ấy anh ly hôn đi, rồi chúng ta về sống với nhau có được không anh? Được không anh? Nếu còn muốn gặp nhau nữa, em đừng bao giờ nói câu này. Em sẽ không cam chịu như vậy đâu.
sao tới giờ này vẫn chưa về nữa. Điện thoại thì để ở nhà, bực mình ghê nơi vậy đó. Chắc ba còn đang trú mưa đó mẹ. Trời ơi, ông làm cái gì mà giờ này mới về vậy hả? Ông đi đâu sáng giờ vậy hả? À thì tôi bị mắc mưa. Trời ơi, bà vừa gặp tôi bà chưa hỏi tôi mắc mưa có bị ướt không, có bị cảm lạnh không, chưa gì tra hỏi rồi. Thì có mưa rồi còn ướt gì nữa. Ủa, mà mua đâu cái mưa tốt dữ vậy? Mua làm chi, áo mắc, tốn tiền à? Người ta cho mượn, chứ tôi có mua đâu. Ai cho ông mượn? Ông giao quán nào mà người ta cho ông mượn? Sao tự nhiên người ta tốt với ông như vậy? Ông làm gì mà người ta cho mở mưa? Mà đã có mưa rồi thì phải về sớm đi, làm gì về trễ dữ vậy? Mẹ, nãy giờ mẹ cứ hỏi dồn dập như vậy, ba trả lời sao kịp? Quan trọng là mưa nhưng ba vẫn về nhà an toàn là tốt rồi. Mày đó, binh giật ba không à? Mẹ mày thủng binh, bực cái mình. Tôi hỏi xong trả lời hả? Thôi ba lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm nha ba. Ừ. Bực ghê nơi vậy đó. Về trễ còn làm tàn, hỏi không thèm trả lời nữa. Tao mà biết đứa nào cho ông mượn áo mưa, tao chửi cho nát mặt. Bực bội à. Thôi mà mẹ. Con gái. Ba về. Anh rửa tay rồi vô ăn cơm. Ba, hôm nay mẹ làm mấy món mà ba thích đó. Thôi con với mẹ ăn đi, ba không có đói. Ôi nhưng mà con đói. Đi nha, đi ăn cơm với con nha. Dạ ba một chút nha. Dạ. Anh vô thay đồ đi, mẹ con em chờ anh ra ăn cơm luôn. Có ý gì đây? Ôi, vợ anh về tới nhà rồi nè vợ ơi. Sao lúc nào về nhà lạnh tanh lạnh ngắt hết trơn vậy? Cơm nước gì cho em? Đâu rồi? Ra anh ôm cái coi. Đâu rồi vợ? Vợ ơi. Trời ơi. Đẹp ta. Sushi đồ ha. Giờ ơi, giờ đâu rồi? Ra đây với anh đi vợ ơi. Sao? Chồng có thích hả? Sushi về chuẩn bị cho chồng không? Chồng ăn hết đống sushi này đi nha. Sau đó thì còn ăn món sushi này nữa. Sao hôm nay vợ dễ thương quá vậy hả? Nếu như chồng thích á thì có thể ăn món sushi này trước cũng được. Được rồi, anh sẽ ăn món sushi với lại cái món sushi này nữa được không? Bà khoa đã, bây giờ thì anh cũng chưa có ăn được, em đợi chút xíu nha. Anh chạy vô tắm cái. Em biết sao không, hôm nay hồ sơ sổ sách trong công ty nhiều lắm đó, anh quên mất. Anh phải giải quyết xong nữa, đợi chút xíu nha. Nhưng mà cảm ơn sushi của vợ nha.
Biết vậy hả? Khỏi làm sushi cho anh luôn cho rồi. Cô định làm cái gì? Em không làm gì hết. Vậy cô muốn cái gì? Em không muốn gì hết. Nhưng từ bây giờ, ngày nào em cũng sẽ nấu cơm cho anh và ăn cơm. Vậy mà nói là không có gì? Thì đúng là không có gì mà. Nếu như mà chúng ta không thể ly hôn, thì em chỉ làm đúng trách nhiệm của một người vợ thôi. Để làm gì? Để em có thể tiếp tục sống. Chơi bời qua đường với anh sao? Em không phải là loại như vậy đâu. Em cũng không cam chịu để anh muốn sao nào cũng được đâu. Có chút ánh sáng thắp cho tôi niềm tin vào cuộc sống, là người em bước đến cho tôi những hy vọng, một tình yêu mà tôi luôn hằng mong trong những giấc mơ cô đơn giữa đêm, một tình yêu mà tôi khao khát giữa bao ngày chẳng buồn chẳng vui. Nếu có ước muốn giữa bao nhiêu buồn bề ngày trôi mãi, nụ cười trên môi em sẽ là điều mà tôi muốn giữ lại. Khi bàn tay thì còn trong một bàn tay, thì những khó khăn không là trở ngại. Giọt nước mắt còn rơi trên bờ vai, là tình còn có khi nồng cháy. Giữa những nỗi đau, có lúc ta lạc nhau, có lúc ta thả trôi đi tất cả. Nào vua tắn trên môi, hạnh phúc trong tay, bông hoa mong manh chờ xa tầm tay với. Nhắm mắt để nghĩ lại, ai cũng một lần sai, ai chẳng có những khi vụng dài. Sóng gió nào cũng sẽ qua, nếu ta học cách tha thứ cho nhau, tận cùng của nỗi đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.